Những ngày này, khi số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang liên tục gia tăng, một số đơn vị địa phương trong nước đã nhanh chóng huy động nhân lực, phương tiện, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch. Cùng với những nỗ lực của các y bác sĩ địa phương, sự hỗ trợ của các lực lượng này đã và đang giúp Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ, lấy mẫu xét nghiệm để khoanh vùng và dập dịch. Hơn 200 y bác sĩ của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế tỉnh Hải Dương tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Bắc Giang lần này là những cán bộ, sinh viên của các lớp xét nghiệm, điều dưỡng và y đa khoa. Họ chủ yếu là những người đã từng tham gia vào công tác truy vết lấy mẫu trong đợt dịch bùng phát mới đây tại tỉnh Hải Dương. Về mặt chuyên môn thì bọn em không có gì đáng lo bởi vì bọn em đã được đào tạo rất là kỹ càng rồi. Tuy nhiên thì về cường độ làm việc và số lượng mẫu xét nghiệm thì khá là nhiều. Và bọn em hiện tại đang rất là cố gắng để chung tay góp sức cùng với tỉnh Bắc Giang để đẩy bay dịch bệnh COVID ạ. Cùng với Trường Đại học Kỹ thuật Y tế tỉnh Hải Dương, trong những ngày qua, Bắc Giang đã nhận được rất nhiều sự chi viện hỗ trợ từ các đơn vị các tỉnh, thành phố khác, lực lượng vũ trang. Lực lượng chi viện hỗ trợ hiện đã lên đến gần 1.000 người. Tiến độ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Giang vì thế đang được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Có tất cả là 20 tổ lấy mẫu sẵn sàng để phối hợp với CDC Bắc Giang để tổ chức thực hiện. Và cái tốc độ xét nghiệm chúng tôi sẽ đẩy nhanh nhiều nhất có thể. Đây là nguồn động viên cổ vũ rất lớn để giúp cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang vượt qua khó khăn, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh và sớm khoanh vùng dập dịch, đảm bảo sự ổn định, an toàn cho nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến thời điểm này, toàn tỉnh Bắc Giang đã lấy được hơn 200.000 mẫu xét nghiệm. Chỉ riêng trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5, toàn tỉnh Bắc Giang đã lấy được hơn 61.000 mẫu. Sự hiệp đồng tác chiến của các lực lượng và sự sẻ chia, chi viện kịp thời hỗ trợ đắc lực khẩn trương của các y bác sĩ, nhân viên y tế tỉnh, thành phố bạn và các đơn vị quân đội chắc chắn sẽ giúp cho cuộc chiến này ở Bắc Giang bớt gian nan, có thêm phần quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.